Xin chào cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay mà cả nhà cùng đi làng hoa Sa Đéc với em nha. Trong chuyến đi làng hoa Sa Đéc lần này thì chúng em sẽ đi khu du lịch vui chơi miệt vườn Happyland Hùng Thi. Đây là một khu vui chơi rất là rộng lớn nằm ở trong làng hoa Sa Đéc. Mới vào cổng thôi thì mình đã thấy một không gian tràn ngập hoa cảnh rất là đẹp luôn. Và đặc biệt trong Hùng Thi thì được xây rất là nhiều cái tiểu cảnh rất là đẹp để mình có thể chụp hình sống ảo thỏa thích luôn á cả nhà. Nhưng mà lúc này trời nắng lắm. Hôm nay em đi ngay dịp cuối tuần, cũng là dịp cuối năm, cho nên lượng khách đến đây tham quan rất là đông luôn. Mọi người ai cũng rất là thích thú với các cái vẻ đẹp ở trong khu Hùng Thi này. Cả nhà có thể thấy được bài trí rất là nhiều cảnh đẹp và hoa trang trí lồng đèn, rồi xây những cái tiểu cảnh rất là bắt mắt để mọi người có thể tham quan chụp ảnh rất là nhiều. Ở trong đây cũng có khu ẩm thực để mọi người có thể ăn uống với các món đặc sản miền Tây á cả nhà. Ở trong khu vui chơi Hùng Thi này thì có rất là nhiều cảnh tái hiện lại sinh hoạt ở miền Tây á cả nhà, như là các cái dụng cụ đánh bắt cá nè, các cái đống gươm, chiếc xuồng ba lá, cầu khỉ, bắt qua, rồi các cái con trâu nữa. Đặc biệt ở trong khu Hùng Thi này thì có rất là nhiều cây cầu để mình đi qua các cái vườn hoa xinh đẹp. Trong mỗi vườn hoa thì được trang trí là các cái tiểu cảnh á, để cho mình chụp ảnh, như là các cái hình trái tim, các cái tổ chim, các cái xích đu. Nói chung là cái nào cũng rất là đẹp. Vô đây mà ai chịu chụp hình á thì chụp cả 108 hình luôn á. Cả nhà thấy xa xa bên kia lại có các cây cầu bắc lên cao á, để mình lên trên cao mình chụp hình toàn cảnh cái khu vui chơi Hùng Thi này rất là đẹp luôn. Đặc biệt trong đây có rất là nhiều loại hoa luôn, như là hoa hướng dương, rồi các cái hoa sao nhái,
rất là nhiều. Trang trí thì màu sắc rất là rực rỡ. Cô trong đây thì bạn nhỏ nào cũng rất là thích chạy nhảy lung tung hết trơn. Còn cô bạn của em thì chạy thôi là chạy luôn, em rượt theo, không có quay được nhiều đâu cả nhà ơi. Ở trong đây còn rất là nhiều cảnh rộng lớn lắm mà mình chưa thể nào đi giáp hết luôn á. Nhưng mà trời bên ngoài đây thì rất là nắng luôn. Nếu như ai chịu khó ra nắng thì sẽ có những tấm ảnh rất là đẹp, như là cái đôi cánh này nè cả nhà. Nhìn nó sặc sỡ vô cùng luôn á. Vườn hoa hướng dương rất là đẹp. Mọi người ai cũng tranh thủ chụp những bức ảnh để làm kỷ niệm hết trơn. Cô bạn nhỏ của em đòi leo lên trên cây cầu này để lên trên cao chụp cây cầu lên thiên đường á cả nhà. Ở trong đây thích nhất là cái vườn mướp này nè cả nhà. Thế nào cũng rất là tốt và dài lắm. Nhìn nó xanh vậy đó. Đặc biệt mọi người rất là thích thú với cái giếng tài lộc này nè cả nhà. Khói ở dưới giếng cứ bay lên, mấy bạn nhỏ cứ đứng đây chọc với những cái làn khói đó hoài luôn. Đi vô trong khu du lịch này là em chủ yếu đi theo cô hướng dẫn viên du lịch nhỏ của em thôi. Bạn nhỏ em dẫn đi đâu thì em đi theo đó, chứ em không thể nào đi theo ý em được hết trơn á cả nhà. Cô bạn nhỏ em rất là thích nở ra từ quả trứng này nè cả nhà. Cho dù rất là nắng luôn mà vẫn muốn là đi vào đó đặng được nở ra từ quả trứng một lần cho thích. Đúng là trẻ con thật là đáng yêu hết cả nhà. Nhưng mà mỗi một cái tiểu cảnh cô ghé một chút xíu là không ở lại lâu đâu, là chạy đi chỗ khác liền. Muốn khám phá hết cái khu này hay sao á. Thank you.
Tới khúc này thì cô bạn đòi chụp với đôi cánh thiên thần mới chịu nè cả nhà. Nhìn đôi cánh màu rất là đẹp và sặc sỡ luôn á. Rồi bây giờ đòi đi chỗ khác nữa nè. Thank you.
Đây là một số hình ảnh mà em cùng các chị đồng nghiệp của em chụp được trong chuyến đi làng hoa Sa Đéc ở khu vui chơi Hùng Thi Happyland này cả nhà. Nhiều hình lắm nhưng mà em chỉ đăng một vài tấm thôi để làm kỷ niệm. Cả nhà có dịp đến miền Tây, có dịp đến làng hoa Sa Đéc thì hãy ghé thử khu vui chơi Happyland Hùng Thi này nhé cả nhà, để trải nghiệm những cái cảnh đẹp và những cái dịch vụ ở trong khu vui chơi này em thấy rất là thú vị á. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của em. Xin chúc cả nhà luôn vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.